Sự kiện đặc biệt dành cho mùa hè còn được gọi là Berlinale, mở đầu bằng bộ phim The Mauritanian, dựa trên câu chuyện có thật về Mohamedou Ossali, một người đàn ông Mauritanian bị giam giữ 14 năm không bị buộc tội trong trại giam vịnh Guantanamo, một nhà tù quân sự của Mỹ. Không có nhiều chương trình có thể tuân thủ các quy định COVID-19 và điều quan trọng là phải đi đầu, thể hiện sự đoàn kết. Chúng tôi cũng phải thể hiện cho khán giả thấy rằng chúng tôi đã nhớ mọi người như cách mà họ nhớ đến chúng tôi. Vì vậy, Berlinale rất quan trọng và là một bước khởi đầu tốt. Berlinale phiên bản đặc biệt sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 6 tại 16 địa điểm, bao gồm cả rạp chiếu phim ngoài trời được thiết kế đặc biệt tại đảo Bảo tàng ở Berlin.